rất nhiều phụ nữ có da nhờn. Vì thế, Biore cho bạn sữa massage và rửa mặt chống nhờn Biore All Control. Thoa sữa lên mặt mà không dùng nước. Massage 20 giây để làm tan bã nhờn. Massage lại với nước và rửa lại bằng nước sạch. Làn da tươi sáng và hết nhờn. Biore All Control. Và đây, sữa tắm Biore cho cơ thể bạn. Biore cho cảm giác mát mẻ với làn da sạch mịn màng. Cả khuôn mặt lẫn cơ thể bạn đều được Biore chăm sóc. Biore, sữa rửa mặt và sữa tắm, sản phẩm chất lượng cao.